Rồi, Mô Tô Sài Gòn xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại showroom của KTM và Husqvarna các bạn. Thì hôm nay là ngày chính thức diễn ra cái khóa học KTM Rider Academy. Thì chương trình đó các bạn đã xem trước đây trên Mô Tô Sài Gòn, mình đã có bài rất chi tiết. Nếu các bạn mà chưa xem qua thông tin, các bạn có thể lên website các bạn để xem thêm. Thì hôm nay là ngày đầu tiên thì sẽ góp rất là nhiều các anh chị em biker. Như anh em thấy đây, đa phần là đi các mẫu xe của KTM không? Và đây cũng là chương trình được hãng dành riêng cho các khách hàng sở hữu các mẫu xe của KTM, như cái dòng như là ADV, như là 390 ADV, 790 và 1290 Super Duke. Và những dòng xe khác như là mẫu cào cào như bạn biết là EXC đó, F350 đó. Và các mẫu xe của Husqvarna như là 701 Enduro, 701 Supermoto v.v. Thì các dòng xe đó và những cái mẫu xe sắp tới nữa thiên về off-road với địa hình cũng sẽ được KTM và Husqvarna nhập về Việt Nam. Thì đây là cái chương trình rất là hay dành cho anh em mà thích, phải nói là bài bản luôn, được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp từ các huấn luyện viên có chứng chỉ đàng hoàng tại Singapore và hai anh huấn luyện viên kỳ cựu tại Việt Nam. Đó, thì giờ mình sẽ cùng các bạn mình xem qua dàn xe, với lại chúng đây đoàn sẽ tiến về nơi học, đó là cái phim trường HTV với cái địa hình phải nói là rất là khắt khe nha. Những cái đèo dốc, những cái hố qua những cái mố bay nữa, nên là đây phải nói là cơ hội rất là hay dành cho anh em mà đam mê off-road, hoặc là các bạn muốn trao dồi kỹ năng mà enduro chuyên nghiệp hoặc là đi ADV chuyên nghiệp, thì các bạn có thể đăng ký tham gia cái khóa học này nhé. Okay. Rồi giờ mình cùng các bạn mình nhắm qua dàn xe nha. Đây là xe của anh khách nè, KTM đúc nè. Lên đồ lên bảo vệ đồ. Rồi đây là dàn xe ADV đây, 790. Thì chúng đây sẽ vào trong đó, thì các những mẫu xe này sẽ được trải nghiệm cái địa hình khắc nghiệt tại phim trường HTV. Có cả bọt nữa nè. Đây Spark Villain mà lên off-road nè anh em. Spark Villain 200. 790. Còn đây là chào anh. Đây cũng là anh Văn Anh, giáo viên đây. Anh sẽ là huấn luyện viên cho cái khóa học này. Con này vô trường đua địa hình là quá đã luôn. Con này Norden anh em, Husqvarna Norden. Con đầu tiên luôn. Bạn thấy độc đáo không? Chỗ này anh huấn luyện viên sẽ biểu diễn cho các bạn xem con này nó khả năng nó off-road cỡ nào. Đây là 390. Mấy con 390 thì cực kỳ lý tưởng luôn nha anh em. Gọn nhẹ, đi off-road đồ cực kỳ ngon. Oh, Super Adventure R. Quá đẹp. Bạn thấy không, dàn xe lần này toàn là xe enduro địa hình với lại ADV. Rồi giờ đoàn sẽ briefing ha. Briefing phổ biến một số thông tin cần chú ý để đi đoàn cho nó an toàn, với lại chú ý, và sẽ xuất phát đi đến nơi học, đó là phim trường HTV.